Trung Quốc tuyên bố kiên quyết ủng hộ Nga. Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay, Bắc Kinh ủng hộ và muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Moskva khi điện đàm với người đồng cấp Nga. Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin để đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Nga vượt qua khó khăn. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavon ngày 27 tháng 10. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho hay, trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng trao đổi về tình hình Ukraine và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm thông cáo cho biết, nhưng không nêu chi tiết, Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga ở tất cả các cấp. Ông Vương nói thêm, Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo, cho hay ông Lavon đã chúc mừng ông Vương được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng cảm ơn phía Trung Quốc đã ủng hộ lập trường của Nga trong tìm giải pháp công bằng cho tình hình Ukraine. Đây là những bình luận chính thức đầu tiên của Bắc Kinh về Nga sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, trong đó ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí Thư tháng trước ông Tập cũng bày tỏ ủng hộ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho hay Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga. Ủng hộ lợi ích cốt lõi của Nga, Ngoại trưởng Vương Nghị hồi tháng 9 gặp Ngoại trưởng Ukraine Dimtro Kuleba bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Một số nhà quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn thể hiện quan điểm trung lập về xung đột Nga-Ukraine. Trung Quốc được xem là điểm tựa cho kinh tế Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây ngày càng tăng. Nga gần đây đã trở thành nhà cung cấp dầu mỏ lớn cho Trung Quốc. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng hơn 30% trong 8 tháng đầu năm nay. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với lượng giao dịch năm ngoái đạt 147 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với năm 2019.